À, cô chú anh chị ơi, chị Loan là cả nhà chị Loan về, cô chú anh chị. Nay con ngồi nơi đây khóc thương cho một kiếp người, thương cho một cuộc đời. Nghệ sĩ tài hoa giờ người đã đi xa, về bên kia thế giới. Những tiếng hát của người luôn vang mãi trong lòng con. Chào chị. Chị đi chưa, mới về tới luôn á hả? Dạ em mới về đó. Chào chị. Bún bún bún. À chào chị. Cho chú miếng rồi, cho chú miếng rồi. Cho chú miếng rồi. Cho chú miếng rồi. Ở chú ở trang ngoại rồi. Chú rồi. Cấp nãy thì chú chạy đi theo con đó. Ủa hả? Cho chú miếng ai đó, đói bụng quá. Đói bụng quá. Thấy cô cháu rồi. Để cháu ăn. Con nhiều luôn. Bồn à, bồn bồn nhảy tặng ông ngoại bài sinh nhật bài coi. Nó tặng ngoại bài sinh nhật. Sinh nhật ông ngoại vui không? Vui nào. Ngon quá. Chú đuổi theo con hả? Ừ, chú đuổi theo con đó, con thấy không? Cấp nãy chú chào con quá trời luôn. Con nói chào Bun cho Bun vậy nè. Bun không thấy không? Bun không thấy à? Bun ngồi với ai? Ngồi với sư phụ. Ngồi với sư phụ á? Sư phụ. À anh Khoa, à chú anh Khoa hả? Con ngủ từ bây giờ luôn. Con ngủ luôn hả? À. Cấp nãy chú chạy theo con đó, chú kêu Bun Bun mà con không nghe à? Con ngủ mà ai còn ở đây đó. Thôi bây giờ là phạt cho nhảy bài đi. Nhảy bài đi. Nhảy đi. Buồn nhảy tường của tôi anh chị. À anh Mỹ nè. Anh Phương không có đi hả? Ở nhà bán được không anh Phương? Lầy rồi. Hình như chị Bum nó không đi đúng không anh Phương? Chị Bum đi sao nói. À Lucky nè cả nhà ơi. Cơm cho chú. Rồi hả? Chắc tô nữa hả chú? Chị đang chịu cởi nón ra rửa. Sao có để nón đi tu vậy trời? À, sau khi đi về thắp hương bạc tình anh Nhật Minh trong cái bạc tình mày cha. Mà cha là con của Lucky cả nhà ơi. Chân mày ca đỡ chưa mày ca? Dạ cũng đỡ đỡ. Ôi, đi nhiều khi đứng nhiều quá nó bị sưng lên. Hôm nay chị mày ca nó một câu rất là thương, không ăn được món gì trên bàn hết trơn. Nó ăn được phải. Đi con kèo đi. Đi bàn tắm đi. Ờ, biết muốn kìa. À, chị đi kìa cả nhà ơi. Ok, đúng rồi. Ok, quá trời. Ai vừa để tôi bay nó nghe. Yeah. Ôi trời ơi. Buồn là nó đời vui. Trời ơi, buồn chụp
mình buồn nhật mẹ cả. Ờ hình như là mình mở đèn lên nó sáng hơn á chị ba ơi. Có cái đèn á. À, hôm nay là cái nhà cũng buồn rất là từ. Chứ phải đợi giống bà sao. Cắt đi nha, có gì cắt đi. Không cắt lên chị. Nó có gì cắt vậy? Đâu có dính gì đâu. Con biểu tượng của ba đâu. Ken vô chụp luôn Ken. Vô Ken. Chỗ ra nữa mày vô. Vô luôn. Vô luôn, chị Mai Cây vô luôn. Mai Tây lại tới đi chị. Máy tên kìa, máy tên từ từ đi nhận tứ đại nhân em nhớ cái lông cái này là biểu tượng sao, biểu tượng sao mọi người ở trên kìa, bây giờ ở trên đó quéo quéo lại chứ quéo đâu hỏi chị này tháo cái mõm Lucky ra chưa chị này, con Lucky tháo chưa chị này, Lucky gì em, con Lucky á tháo cái mõm nó ra chưa, tháo rồi. Chụp ngược rồi đó, dữ dằn lắm á chứ mới tường nữa. Con khán giả vô viên Bắc Nam cả nhà ơi. Wow, một cái bánh kem hả? Hả? Ừ, từ. Sao mà ai cũng cất rồi hả? Mũ nó là sinh nhật Bắc Nam á, là bánh kem là... Có mũ. Hả? Cho nhiều luôn của chú chị. Có mũ quá hiểm. Nãy xe mọi trong đô lại xe của chị Mai Ca. Chị Mai Ca. Nãy xe mọi đô lại xe của Mai Ca. Dịu thôi, dịu. Đô luôn, ok. Quay nha, cho con chụp mặt. Chị Dịu hả? Chị Dịu, chị Dịu ở đâu vậy? Nhà chị Dịu quận 1, nó đến Nguyễn Văn Lâm. Chị sinh nhật Bắc Nam. Chị nói gì đây? Nói lại coi. Tốc độ ơi, kịp để chậm nó nói nè. Tao không nói gì nè. Anh bỏ em hả? Anh bỏ em hả? Cái gì vậy? Nó nói y chang luôn á, nói lại nghe coi. Anh bỏ em hả? Cái gì vậy trời? Nói nghe coi. Con nói đi. Nói coi Quay nha. Quay nè.